Chiều ngày 5 tháng 8, ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo chính phủ để thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 cùng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tại cuộc họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí về việc liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Ông Trí bị khởi tố bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông, Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có quan hệ làm ăn đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Lan đã chuyển cho ông Trí hơn 40 triệu đô la Mỹ để mua bán dự án kinh doanh. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu đô la Mỹ với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.